Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về cái máy phát điện này. Máy phát điện này là máy phát điện của bên chúng tôi nhập về. Thì cái máy phát điện này là máy nhà máy thì tuyến thì cái nhà máy này thì chất lượng nó sẽ tốt hơn so với các loại máy thông thường. Thì cái máy này công suất là của nó là công suất của nó thông thường là 3 ký và công suất hiện đại là 3,5 ký. Máy này thì có máy chúng tôi có loại máy có đề là máy không đề, thì như cái máy quay là máy không đề, máy không đề. Động cơ là bảy mã lực, động cơ 7 mã lực này là cái 7 mã lực, và cái bình xăng là bình xăng lớn. Lưu ý là đây là bình xăng lớn, và các bạn nhìn cái máy của chúng tôi là máy khôn có máy thông thường, máy rất khôn có máy thông thường, và máy này là công suất là công suất thử nhé, công suất là công suất thử, công suất là công suất thử từ 3 ký đến 3,5 ký nhé. Thì khi các bạn phù hợp với trong những gia đình dùng một cái điều hòa và các thiết bị điện vận dụng như thắp sáng các thứ là ok được. Mấy điều hòa 9.000 BTU đây. Người giới thiệu qua như thế, là các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý khách hàng đã quý khách hàng xem video của chúng tôi.